trên, giúp tóc trở nên sâu mượt hơn. Đang dài là đến tháng 4, khi nào mình Hiếu chính thức có cái kế hoạch cụ thể thì tuần tôi sẽ mời anh Minh Hiếu chúng ta trò chuyện thêm một lần nữa. Tác ở trong Sài Gòn, nếu mà thu xếp được thì em sẽ ghé vào thăm Bình Dương. Rồi, vâng, bác cứ vào đến thành phố Chúng mình tôi cho xe ra và cho em gửi lời hỏi thăm đến tất cả các bác tài của doanh nghiệp mà cánh Phương Lê nữa và hẹn gặp các những cái dịp gần nhất.